Sáng ăn gì mẹ? Em sao nhỉ? Sáng con chưa ăn gì, đói chết đi được. Đứng đấy mà cào. Tôi bây giờ chỉ là ô xin của bố con anh thôi. Được rồi, con không ăn nữa, không ăn nữa là được chứ gì. Bố, tối qua bố mẹ làm gì mà cãi nhau to thế? Thật ra chuyện nó là thế này. Dạ. Bố lấy 100 triệu của nhà. Úi dồi. Mang cho chú Hải nhà mình vay. Vì dạ, con chú phải đi viện à. Mà 100 triệu ấy thì mẹ con ấy lại định mua một cái xe máy mới à. Nhưng bố nghĩ xe máy cũ của mẹ vẫn đi tốt, mà chú Hải thì đang cần tiền ừ. Cho nên bố cho chú ấy vay. Ừ, bố làm đúng mà. Nhưng mà cái lúc bố cho vay tiền thì mẹ không ở đấy à? Không. Úi dồi. Cho nên mẹ trách bố. Ừ, chứ gì. Bố ơi, mẹ làm sao nhỉ? Sáng giờ mẹ cứ hầm hầm bực dọc, không hiểu tại sao. Ai làm mẹ giận đấy? Con là con, chắc chắn là con không làm mẹ giận rồi nhá. Ơ kìa, bố à, gì? Đúng, chả khéo léo gì, chả tâm lý gì. Khéo léo gì? Bố mẹ cãi nhau chứ làm sao nữa. Ơ, bây giờ phải nghĩ cách gì để cho mẹ chuyển từ ghét sang yêu đi chứ. Ai mà chả muốn thế, nhưng mà cách gì? Bố ơi, ôi dồi ôi, bố sốt cao quá rồi. Chị ơi, đây, sốt cao chứ chán nóng lắm. Vâng, cái điều đấy thì ai cũng biết rồi, nhưng mà sao lại sốt? Sao lại sốt thì nó còn nhiều nguyên nhân. Vâng. Đấy, nó phải tìm hiểu từ từ. Thế từ hôm trước giờ biểu hiện của bác thế nào? Nói thật với cả bác sĩ là ăn không ăn, uống không uống, nói cũng không nói, năng cũng không năng, tóm lại là cứ thất tha thất thểu, trầm tư lắm. Tất cả những biểu hiện này nó đều là của stress. Sao lại là sốt rét ạ? Stress. À, căng thẳng quá. Cái gì đấy? Mẹ. Cái gì mà xì chết? Chào chị. Ai bị xì chết đấy hả? Chồng chị bị xì chết. Mà bây giờ ấy là nó phát ra ngoài rồi. Đúng rồi. Nói thật, cái tình trạng này mà cứ duy trì thêm ấy, rất có thể sẽ dẫn đến là bị thần kinh luôn. Ôi trời. Mẹ con bị cả thần kinh. Không, tôi không bị thần kinh. Ôi, tôi vẫn bình thường mà. Nghe cái từ bình thường là đã thấy bất bình thường rồi. Triệu chứng rồi đấy. Bác sĩ nói thì phải nghe nhá. Cứ nghỉ ngơi đi nhá. Cứ bình tĩnh, có bác sĩ đây rồi. Có gì thì có thuốc nhá, rửa sẽ khỏe thôi. Được rồi. Thế bây giờ có thuốc gì để chữa không ạ? Đối với cái bệnh này ấy, thì mình phải chữa bằng rất nhiều phương pháp. Nhưng mà cái phương pháp đầu tiên ấy là phải tạo cho người bệnh một môi trường sống trong lành, lành mạnh. Đấy là gì? Không được nói to nạt nộ, quát nạt nhau. Phải sử dụng những lời yêu thương thế để cho cái căn bệnh này nó thuyên giảm dần dần. Đấy, nó là bác sĩ nói thế thì có nghĩa là tại tôi. Ấy, không ai đổ lỗi cho ai. Nếu như thế là lại làm cho mọi thứ nó căng thẳng hơn. Dạ. Thế cho nên là bây giờ như này, chị giúp tôi ở đây chăm sóc anh ấy, nói những lời yêu thương để cho căn bệnh này nó chấm dứt lại. Đúng. Còn tôi ra tôi lấy thuốc ở ngoài xe. Vâng. Rồi tôi vào cái đơn cho anh nhé. Vâng. Cảm ơn bác sĩ ạ. Anh thấy trong người thế nào? Để em đi nấu cháo cho anh ăn nhá. Thôi, cảm ơn. Cháo muốn ăn cũng chả. Thầy, cô chú ạ. Mà này, tại sao cậu là bác sĩ mà sao cháu tôi xuống đất đây không có phương án gì à? Cháu nói thật là mọi người cứ gọi cháu là bác sĩ, thì cháu không phải là bác sĩ đâu. Cháu đến đây là để diễn, đấy là cháu được thuê. Hả? Cái gì? Ai thuê? Ai thuê? Ai thuê cậu? Kìa. Từ từ đã. Hương, cháu thế nào rồi? Cháu đỡ rồi ạ. Trời ơi, chắc là cháu bị tụt huyết áp ạ. Sáng nay cháu chưa ăn gì. Giỏi ạ. Chóng mặt quá. Tại sao lại cứ nhịn ăn như thế chứ? Được rồi, bây giờ đến lượt hai cậu. Dạ. Tôi hỏi đây, tại sao các con ác thế? Hả? Sao các con lại lấy sức khỏe của ông cụ thân sinh ra để làm trò đùa? Hả? Các con cũng muốn mẹ chết luôn à? Làm tôi đốn tim rồi đấy. Vâng, mẹ ơi.
chúng con xin lỗi, chúng con biết chúng con làm như thế là sai. Nhưng mà cái điều bọn con làm ấy, tuy nó sai nhưng nó là vì ngày mai, nó vì tương lai tươi sáng mẹ. Thôi đừng có luyên thuyên, tươi sáng cái gì hả? Thì bố ốm ốm đau đau một tí, mẹ lại quan tâm, lại yêu thương bố. Đấy là cái điều mà chúng con muốn và chúng con mong. Mong muốn thì lại sao phải dùng cách khác, chứ ai để... Được rồi, lần này bố mẹ tha cho hai con. Dạ. Nhưng lần sau ấy là không tha đâu đấy nhá. Dạ. Còn bây giờ vào nấu cháo đi để cho Hương ăn nhá. Này, anh cứ ngồi đây nghỉ, để em vào em nấu. Yeah, yeah. Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia khúc ta. Một mái nhà